đi đà lạt du lịch xã stress chàng trai tuyên bố không bao giờ quay lại nữa vì lý do khiến nhiều người đồng tình mới đây một khách du lịch đà nẵng đã vô cùng bức xúc tuyên bố sẽ không bao giờ quay trở lại đà lạt cho tới khi những vấn nạn ở đà lạt không còn nữa trong đó có một sự việc làm cho anh vô cùng phẫn nộ và chia sẻ lại với tâm trạng nửa buồn nửa giận khi anh đang ngồi hóng gió tại bộ hồ xuân hương thì bất ngờ bị một người đàn ông quậy gánh hàng rong tới đuổi đi nói rằng đây là nơi buôn bán của họ và sau đó đã bày những chiếc ghế nhựa dọc theo bờ hồ để tiếp khách. Ngay khi đô thị tới kiểm tra thì mọi chuyện chỉ được giải quyết qua loa màn tính hình thức. Sau một lượt kiểm tra của đô thị thì đầu cũng lại vào đấy, nhịp sống nhộn nhịp dọc bờ hồ lại được tiếp diễn và những du khách chỉ muốn được hóng mát tại bờ hồ Xuân Hương đã không còn chỗ để ngồi nữa. Người đàn ông này cho biết, Đà Nẵng phê bình Đà Lạt nha, Đà Lạt cần xem lại cách làm du lịch và cần học tập cách làm du lịch của thành phố Đà Nẵng. Không phải tự nhiên Đà Nẵng được công nhận là một trong những thành phố đáng sống nhất Việt Nam đâu. Và cũng không phải tự nhiên được đánh giá là một trong những địa điểm du lịch lành mạnh đáng đến. Cách làm du lịch của thành phố Đà Nẵng tuyệt vời lắm. Còn Đà Lạt thì sao? Mọi người thấy cái ghế mình đang dùm đó không? Gần đây mình có đi du lịch Đà Lạt, mình ngồi cái ghế đó mình không mát. Mà trước khi cái anh này, cái anh mà mình đang quay nè quẩy cái gánh hàng của ảnh tới và khi ảnh tới thì ảnh đuổi mình đi chỗ khác ảnh còn nói chỗ này là khu vực ảnh bán đi chỗ khác để ảnh rải những cái ghế đỏ nhỏ nhỏ ra để bán hàng cho người ta cuối cùng mình phải đứng lên mình đi chỗ khác đà lạt đã khác xưa quá nhiều và cái lúc này mọi người thấy không khi trật tự đô thị kiểm tra thì đứng lên chuẩn bị bỏ chạy kể cả những người đang ngồi đó ăn uống cũng chuẩn bị bỏ đi bởi vì có người đi kiểm tra tất cả chỉ là đối phó, đề nghị Đà Lạt xem lại, tất cả chỉ là đối phó, kể cả sinh năng biến tướng đang hoành hành. Đoạn clip ngay sau khi đăng tải đã nhận được rất nhiều bình luận tỏ rõ thái độ bức xúc và vô cùng ủng hộ chủ nhân của đoạn clip. Một số bình luận của cư dân mạng Một lần đi Đà Lạt mất mưa lạnh quá chạy lại đứng bên cây dù của bà bán hàng rong, vậy mà bị đuổi đi vì lý do chỗ cô bán, mặc dù lúc đó mưa không có ai mua hết hồ xuân hương và ghế đá không còn dành cho khách du lịch nữa rồi mấy ông bán hàng rong này từ đâu di cư vô ấy chứ người gốc đà lạt thân thiện mà mấy hàng quán đó không phải người đà lạt chính gốc mình nghe giọng nó nói khác lạ lắm ngay cả mình người đà lạt cũng cảm thấy buồn